đây nè thầy chữ nó nè, cái đạo này là đạo mà người ta tam bảo nó tứ bảo này nặng. Bữa nay sư quá bức xúc luôn, là đang nói về những vị ni tăng người ta tam bảo mà nó tứ bảo, tứ bảo nó có thêm là ni bảo đó. Dạ anh nè, không đúng hả thầy ha, người ta tam bảo. Dạ. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, cái đám này đó, cái con ni nó nói nó có một bảo nữa là ni bảo. Dạ. Tôi ở gần trong đập nên thôi đừng bảo, đừng bức xúc thầy, thầy cũng không khỏe đó thầy. Thấy rõ ràng cái nhóm mà tăng ni mặc đồ vàng ồ ồ ra mấy bữa nay đó. Dạ, dạ. Cái nhóm đó chúng ta đang lên án và triệt tiêu. Cái nhóm đó vô quá, bà con Phật tử thấy cái đám đó ở đâu làm ơn lên tiếng và triệt tiêu, tại vì đám này là đám bất hợp pháp, dụ con nít người ta ha. Dạ. Đó có rõ ràng có một cái gia đình đó ta đã lên tiếng rồi là con người ta bị dụ. Bây giờ bà con mà thấy cái cô này ở đâu kêu công an giùm tới vậy lần đó, cái đạo đó đó, cái đạo mới ra đó, người ta đã có thưa cái đạo đó rồi, dụ con người ta và gia đình đã có lên tiếng rồi, thấy rõ không? Rồi hành đạo một cách kỳ cục, vô hồi kỳ trận, làm không có ra cái gì chứ, nhưng lại ăn mặc rất là chính quy. À, để ý cái đó nghe, để ý cái đó nghe, họ ăn mặc rất là chính quy, giải đồ đồng màu, đồng cỡ, đồng kiểu, tức là mới mai ra, mới mặc lên đó. Vậy là cái đó là người ni á, người sư ni đó đó là kiểu như là vừa áo của Phật mà để mà đi làm loạn thôi. Dạ. Những cái cô ni đó, cái kiểu đó mà tu cái gì? Ni mà ra đứng nói chuyện, cái kiểu đó không phải ni. Cái đó là cái nhóm đã được các đặt đề cử ra để mà tiếp xúc, để mà nói chuyện thôi. Chứ ni không có cái kiểu mà đứng ra nói chuyện được vậy. Không có. Ha. Và các con là để ý nè, quần áo của họ đó, nói xin lỗi đó, họ mới vừa may và mới được phát ra bận vô. Cả bình bát của vậy mới châm. Từ cái ông già cho tới cái cô trẻ nhất, quần áo đồng màu, không mờ, không cũ không mới, thì chúng ta biết là tổ chức này nó bung quân ra để mà nó nhào vô, nó trộn, nó phá. Ở nhà sao không xuống tóc ra đó xuống tóc ha, cái luật gì kỳ á, anh có này kia các anh còn chỗ thờ phượng anh cũng có bằng thiên, anh xuống tóc Phật tử trong đó đâu đem ra đường cạo đầu cạo cổ vậy. Rồi cái đạo này nó đây nè thầy chữ nó nè, cái đạo này nó đạo chứ mà. Người ta tam bảo nó tứ bảo này cái đoạn. Sư quá bức xúc luôn, là đang nói về những vị ni tăng người ta tam bảo mà nó tứ bảo, tứ bảo nó có thêm là ni bảo đó. Dạ. Cái đàn nè, không đúng hả thầy ha, người ta tam bảo. Dạ. Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, cái đàn cái con ni nó nói nó có một bảo nữa là ni bảo. Dạ. Tôi ở gần trong đập nên thôi đừng bảo, đừng bức xúc thầy, thầy cũng không khỏe đó thầy. À, tại vì đang cái đó nè con đội cái tiếng nói đó ra gần thầy, thầy quất cái yeah. Gậy này thầy chọt nó liền, mày là cái loại gì mà dương đó con. Hồi xưa nay mấy ngàn năm nay người ta trời ơi ở tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo. Yeah. Còn mấy má này thêm cái ni bảo nữa, thấy chưa, cái đạo gì kỳ vậy, hình thành hồi nào vậy, mới hình thành. Yeah. Hỏi nó coi chùa đâu không có, bây giờ đi kiếm đất các chùa trời đất ơi, lên quần lên áo cả trăm vậy rồi mà chùa không có. Đây là một cái tổ chức gần như là phản động được đó. À. Nó nặng cái vậy đó, không có được phép vậy con đấy ha. Cái đám giả không à, mà nó mặc đồ đó nó bung xuống cái bà con Phật tử không ai không lập, thầy còn lập nè. Rồi cái giả cái thiệt bây giờ nhà nước nhâm cản nổi không? Ai muốn tù cứ nhảy vô tù, ai muốn mặc đồ cứ nhảy vô mặc đồ, rồi tới chừng đó đó nhà nước cản được không? Cái đó là cái ai muốn tù phóng ra tù, ai muốn làm gì làm, ai muốn mặc sao mặc, ai muốn làm gì làm, miễn đừng có ảnh hưởng tới giao thông, miễn đừng ảnh hưởng tới ai là được rồi. Cái đó là cái kẻ hở. Dạ, yeah, đó là tự do tôn giáo hả thầy ha. Nhưng mà cái tự do tôn giáo đó, nhưng mà chúng ta bị cũng như cái nhóm theo thầy Minh Tuệ cũng lừa kẻ hở đó đó. Dạ. Yeah. Muốn nhảy vô phóng vô thành thành vụ liền. Yeah. Thành siêu liền ha, trời ơi đâu có kỳ á đó. Cái kẻ hở của luật pháp là chỗ đó mà làm cho luật pháp mệt không có giỡn nữa. Thầy cho con nội cái mà muốn tu phóng vô tu liền thành thầy chùa liền. Yeah. Cái đó là thầy chê nha.
Như thầy cho con hỏi á, là trong 20 người ni mà đi theo thầy Minh Tuệ đó, thì thầy có nhận định được người nào là cũng chân tu không hay là toàn bộ là không có mấy con? người theo thầy đó hả con? Dạ, người ni á. À, ni á hả? Dạ. Trời ơi, ni ai mà cho đi theo? Và xưa nay Dạ. trong đạo đứa con, thầy cũng chưa thấy có một cái bà ni nào mà tu hạnh mà đầu đà. Không có, ni không có khả năng tu hành đầu đà. Đừng có nói tầm bậy. Dạ. Mấy cái con này nó theo, phải nó đi được ổng đâu, nó đi được đầu trần chân đất đâu, nó Dạ. ăn mặc dơ dáy đâu, Dạ. và nó cực khổ chịu đâu. Nó đi theo mà nó đi theo bằng xe hơi. Dạ. Ổng đi ở đây đâu đó kệ ổng. À, nó vậy nó nghĩ, nó biết ổng chỗ nào chắc chơi chạy đợi, nó tung ra cả đám nó trầu đào. Tức là nó dựa theo ổng, nó dựa theo cái kẽ hở luật pháp mà nó truyền đạo. Luật pháp không rỡ được, đúng không? Luật pháp con ra ai muốn tu tu, bây giờ như con nè, con muốn tu con bỏ trên đây con ra quất cái bộ đồ vô con mình bác con đi, có ai dám rầy dám rớ con không, miễn con đừng làm gì thôi. Dễ vậy hả? Dạ. Giỡn hoài. À, thì sư ơi, thì hồi nãy sư sư nói cái này để con xin hỏi lại sư tiếng nha. Thì cái vấn đề mà ni á là tu không được 13 hạnh đầu đà. Mà từ đó giờ thì như mình thí dụ như mình có thể mình nói về cái hướng khác không, có thể là tu được nhưng mà như dạng chưa có Tới người tu được. nè con không phải cái con mấy con theo mẹ khùng này, nó bước ra nó là nó dựa theo cái tiếng nói của người ta để nó bung ra rồi này kia thôi. Cái đậu đà đậu đèo gì, đậu đà đậu gà gì, mấy cái con đó mà đậu gì nó dựa vô thôi. Nè, lôi một con ra rồi ra đây thưa sư, sư hỏi vài ba câu kinh thường xuyên của Phật giáo rồi mày thuộc không cái đã, À đúng toàn là rồi. cái đồ giả không á. Dạ. Nó học được ba cái trả lời khơi 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 chứ mày lôi đầu mấy cái thằng mắt toi thầy chùa mà giả giả mới tanh đó. Mày nắm đầu nó mày kéo vô biểu nó chú tụng chú đại bi cho tôi, mấy cái thằng thầy chùa mấy cái con thầy chùa đó lôi đầu vô biểu nó tụng chú đại bi cho sư. Dạ. Cái chú đại bi coi 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 vậy đó. À, mà lôi mấy đứa đó vô khảo là tụi nó không đứa nào thuộc đâu, có biết còn ma gì đâu mà thuộc. Con muốn thuộc chú đại bi con phải là Phật tử con mới thuộc đó, chứ không phải con khơi khơi con thuộc. Con thuộc chưa, Dạ không, nghe con nghe chưa? Chỉ có Phật tử mới thuộc chú đại bi. À, Dạ. thì Phật tử thuộc, thầy chùa thuộc không, mấy thầy chùa giả không nào thuộc, có học đâu thuộc. Lôi đầu ra biểu động chú đại bi hoặc là một hai bài gì trong nhật tụng á, Dạ. coi nó thuộc không. Thuộc á thì mới chịu, còn đầu nói cho thầy mấy đó, nó giống thôi mà mấy giả giả tu. Có thể tụi này đó con, nó là một một cái nhân tố của nhóm phản động nào đó Theo nhận định của thầy là vậy ha. cao lắm á. Con thấy cái lực nó ghê không, cái tiền của nó ghê không, nó đưa ra bằng xe hơi không ha. À, mà nó cái lực của nó như vậy đó, đệ tử của nó bị kẹt là có xe hơi rước lên liền á. Dạ. Con nhỏ gái đó với thằng ông cậu kẹ đó bị kẹt đó, xe hơi rước lên liền giải cứu liền. Dạ. À, nó động cái là móc điện thoại là nó kêu là các cái làn dây giải cứu là bua lời cứu liền. Ở trong cái đám đông cô nào mà bị mấy đứa YouTube tấn công quá chịu không nổi là lập tức có một người lớn tuổi hoặc gì đó là tới là kè dạt dạt đi liền, cứu liền đi, không cho tiếp xúc nữa, hết nói chuyện nổi rồi. Dạ. Nó nằm đó, tức là có sự tổ chức rõ ràng để bám sát theo thầy tuệ. Dạ. Không biết có phải hại ông không, không biết, nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng rằng nhờ cái bông sông đó để họ truyền đạo bá láp mà thôi. À. Cái đám áo vàng đó, Dạ. là cái đám truyền đạo bá láp nhờ cái phong sông của ông này, nước đục thả câu đó con. Dạ. Ê, nó làm dạng đó chứ nó không có nguy hiểm về vấn đề khác, Dạ. nhưng mà nó nhờ cái đó để nó bung cái chi đạo nó lên cho mạnh, Dạ. nó lừa cái dịp. À, cái lý ai tu cũng được, đại kia kia đại đi đó, ông này được thì tôi được, Dạ. phải không? Dạ. Ông Minh Đạo ông khơi khơi ông có một đoàn người, ông có chỉ đạo thì tôi cũng vậy, tôi không cần nhà nước lưu bác tôi cũng có thể thành lập được chỉ đạo tôi vậy. À, ông kia ông lấy tên gì không biết, tôi lấy tên là đạo gì, đạo nhân quả, thí dụ vậy. Tức là nói lên cái vấn đề mà tự do tín ngưỡng đến mức thái quá. Không lẽ
mấy ông đó bây giờ bữa nay thầy vui quá, thầy rủ mớ nào đó thành lập thêm một cái chi đạo loại nào đó và ăn mặc giống thầy được không? Được không? Được đó. Yeah. Thấy không con? Thì yeah, như thế loạn đạo rồi. Dạ. Yeah. Thấy không? Thầy chống là thầy chống cái đó. Còn thầy không bao giờ mà nói đến về cái vấn đề tu của thầy Minh Tuệ. Tại vì ông có cái hướng của ông rồi. Và cái hướng đi của thầy Minh Tuệ đó, thầy đã đánh giá. Cái tuyệt vời, cái trí huệ cao hơn thầy. Tức là thầy đánh giá ông đó giỏi hơn thầy. Thành ra thầy không bao giờ mà dám mà nói đến vấn đề cái hạnh của họ và cái hướng đi của họ cả. Thầy hoàn toàn biết. Nhưng thầy theo dõi để thầy tiếp trợ ông Minh Tuệ mà thôi. Những cái kẻ đi sau thầy Minh Tuệ đều là những kẻ không đáng xài. Dù họ có tâm đạo, tâm thành có nào đi chăng nữa, vẫn là cái đồ ruồi bu. Có cái tâm thành như mà cái chú mà hồi nãy thầy khen đó. Cái tâm thành không phải vô chỗ này, đi về nhà con tu cũng được nữa, chứ không phải con vô đây. Con vô đây bởi cái gì? Ha, bởi cái cuốn hút mà thôi. Yeah. Ha, thành thử ra đối với đó để thầy đuổi về luôn. Mày không có tâm thành gì hết trơn. Thầy sư phụ nè. Sư Thích Trí Trung, tôi chỉ duy nhất công nhận ông Minh Tuệ là một vị sư thầy tốt và tôi đang theo dõi trên bước đường tu của thầy duy nhất một mình. Người thứ hai trở xuống đối với tôi đó là những cái kẻ rùi bu. Tôi không cần biết tới. Và những cái nhóm đó bà con để ý vô coi, nó không có sạch. Cái phía sau của thầy đó nó không có sạch, toàn là âm binh thần khí, vô để kiếm danh kiếm lợi, vô để làm bậy làm bạ. Rồi ở trong đó không phải người thiện. Yeah. Có cả cơ quan chính quyền cũng có thể gài người vô luôn để yeah, theo dõi, để mà kiểm soát tụi bay luôn. Thì như thế quý vị để nguyên một cái chòm phía sau thầy, có ai thằng nào ông nào dám tin nào kêu sư hả? Thầy kêu bằng cái thằng đó, hôm đại sư chưa có giận, bữa nay sư giận lên sư kêu bằng thằng đó. Tụi bay có ngày nào mà thọ giới chưa ta biểu tao kêu tụi bay bằng sư ha? Ông Minh Tuệ thì khác. Yeah. Ông có vô chùa. Và cái hạnh tu của ông không cần ai kêu sư. Nhưng ta kêu sư, ta tôn trọng ngài. Yeah. Còn mấy câu này em đủ mày sư á, mà bước vô nó cũng chết cha với sư luôn. Yeah. Sư mà bước vô đó sư đi đâu vậy sư? Sư tu kiểu gì vậy sư? Sư ngộ đạo kiểu nào? Ở nhà tu, đừng đi theo ông ta làm bậy. Đi vô trường mặt ra mua danh để cầu lợi mà thôi. Đi theo ông nào đó, điện thoại tiền bạc đồ nhóc đó, phía sau thầy là toàn là một bọn hỗn độn, coi như là tá bánh lù á. Cái nhóm đi theo ngài đó tá bánh lù. Chứ không chịu. Theo nhận định của thầy về những cái người ni đó mà khoảng 20 người đó thì thầy có đúc kết lại là họ có nên để mà đi theo thầy hay không? Hoặc là thầy có gợi ý gì với thầy Minh Tuệ không? Con ơi, bây giờ không có ai mà có thể chuyển động nổi nữa. Dạ. Làm sao họ tách ra? Không bao giờ họ mà tách ra. Họ đã theo vậy rồi là từ đó tới nhiều hơn thôi. Chứ không bao giờ mà sụp. Đó là cái đuôi giết ông thầy Minh Tuệ. Thế thôi, thầy nói vậy đó. Dạ. Những cái xấu xa sau này, những cái khó khăn sau này đều do từ cái đám đó đem ra gây gài lên cho thầy thôi. Không có lợi vậy, ta tu mình đi theo này cái đám rùi bu. Đối với sư phụ, đối với sư phụ nè, cái kẻ thứ hai thôi nha. Tôi không kỹ ai chứ nha, tôi chỉ riêng có mình ông Minh Tuệ thôi. Còn cái kẻ thứ hai ngoài Minh Tuệ đều là rùi bu. Đối với sư phụ đều là kẻ phá hoại, đều là kẻ xấu. Đi theo vậy để lấy tiếng hả sư ha? Hả? Đi theo để lấy tiếng hả? Lấy tiếng không hả? Dạ, chứ theo con được biết thì sư Thích Minh Tuệ này thì cũng đã đi, trước đây cũng có đi, rồi đi khoảng 2-3 năm rồi, chứ không phải... Ai đâu theo? Dạ, mà tới bây giờ thì như dạng là cái tin tức này là nó lan rộng ra thì bắt đầu mấy người này mới tập trung vô, bắt đầu tập tu là... Mấy con không có thấy, thầy thấy từ lúc đâu. Ê nè, lúc đó ông ra tới miền Trung mà. Dạ. Thì có cái chú đó, có cô đó, sư đâu ra, sư miền Nam ra hả, ở miền Nam thấy không? Ở lúc đó con mình ổng ha, phải không? Dạ. Nhưng trúng cái dịp,
người ta muốn hạ bệ những cái vị chức sắc cao, đúng không? Thành ra người ta đem cái hạnh tu mới so sánh cái hạnh tu thôi. Đến khi cái vị chức sắc kia lỡ lời vô trong cái clip nào đó thì họ lập tức đem cái clip đó mà tán vô, thì thầy thấy cái chuyện đó không nên. Đây là dùng Phật giáo á, dùng Phật giáo để mà sâu sát nè, dùng cái hạnh này để so sánh với cái hạnh kia, thầy hoàn toàn bác, thầy không có chịu cái chuyện mà đó. À, rồi không có nên, đừng có đem ông này ra tranh cãi với ông kia. Cũng như sư phụ, không bao giờ sư phụ muốn tranh cãi với một huynh đệ nào chứ, cái đó là loạn đạo. Chúng ta tu bây giờ nghiên cứu tu sao cho chúng cho tốt, cho thế nhân, cho Phật tử nhờ. Chứ còn mở đó, con thấy hôm rồi trần trần á, thầy này chửi thầy kia, hôm kia ra ông nói quậy 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 loạn đạo rối bù ha.